Đế nói chung là hơi mòn xíu ở chỗ phần này thôi. Ở phía trên là gần như là còn nguyên nhá. Đôi này mã của nó là B31 size 40, giá 360k. Rất đẹp luôn các bạn. Đẹp lắm. Nước sản xuất. Đôi này cũng là sản xuất ở Việt Nam ạ. Đây ở trên cái phần lưỡi gà của giày nhá, thì nó có một ít chỗ chày này. Nhưng chỗ này không ảnh hưởng gì đâu. Đi giày thì mình đi giày mình luôn hoạt động hoặc là mình ngồi ở đâu thì người ta có mấy khi người ta để ý cái chỗ này đâu. Không quan trọng. Quan trọng là mình mua được cái đôi giày mà nó giày hiệu nhưng mà giá thì có 360k thôi. Đấy, đôi này mã là B31 các bác nhá, size 40, 360k. Các bác có thể mua cho con em mình đi học lớp 8, lớp 10 vừa vặn luôn, size 40. Rất đẹp. Đấy, rẻ lắm. Đây, tiếp theo lại lên cho các bác các anh đôi giày đi bộ, giày chạy bộ. Mỗi đôi này thì đẹp miễn chê luôn. Hiệu New Balance nhé. Hiệu New Balance là một cái hiệu giày khá là được ưa chuộng ở Mỹ cũng như ở châu Âu hay là các nước phát triển bên châu Á. Cái lô giày này thì là về từ Hàn Quốc. Đây, hiệu New Balance, đôi quá đẹp. Đôi này thường em thấy các thanh niên đi chơi hay là kể cả giới nhà báo nhé, người ta đi đôi này đẹp lắm. Chất liệu da lộn nha các bác, cực kỳ bền bỉ luôn. Đó, đế của nó đây, đế còn như này cơ mà. Đế còn này thì việc gì mà phải suy nghĩ nhỉ. Đấy, đôi này mã là B32 các bác nhé, size 42, giá 390k. Ai mua đôi này khỏi bàn. Thông tin này đây, các bác có thể check mã của cái đôi New Balance này nhé. Đây, các bác cứ check New Balance 574 này. Rồi. Xem là giá trên thị trường nó đang là bao nhiêu tiền. Mà trong khi đó nếu mà các bác mua mới thì bỏ ra một khoản tiền không nhỏ đâu. Nhưng mà đây, hôm nay em bán cho các bác đôi này còn khá là mới luôn. Nước sản xuất. No, nước sản xuất chỗ nào nhỉ? Rất là khó tìm đây. Đấy, bác nào ưng đôi này nhá. Mã 32, size 42, 390k. Thì trong cái độn giày này là em lột nó hơi khó nhìn tem. À, nước sản xuất Việt Nam nhá. Việt Nam mình thì về ngành da giày thì ok luôn. Các hãng lớn rất là tin tưởng sản xuất ở Việt Nam rồi xuất qua châu Âu, qua Mỹ, qua các thị trường khó tính nhé. Sản phẩm mà không đạt chất lượng nói các bác vào các thị trường khó tính không vào đâu. Làm sao vào được? Người ta loại ngay cả một lô hàng, nhà sản xuất nào mà hàng mà không đạt tiêu chuẩn đòi xuất ngoại thì cái lô hàng nếu mà bị hủy em nói thật thiệt hại kinh khủng luôn. Đây, tiếp theo em lên một đôi Stan Smith của nữ hoặc là bạn nam nào mà chân nhỏ nhé. Thì đôi này là size 38. Đấy, đây tình trạng đế này.
Đế rồi này thì gọi là hơi mòn đây xíu, nhưng mà đi bên dưới chân thì không ai để ý đâu. Đôi này mã là B38 các bác nhá. B38. Size 38 luôn. Giá 201. Quá là ok. Về vệ sinh sạch sẽ lại cái là đi ok nhá, xung quanh cũng được. May viền cực kỳ chắc chắn. May viền chắc chắn nhá. Logo thương hiệu này Adidas, thương hiệu nổi tiếng của Đức. Bây giờ xem nước sản xuất của nó nào. Made in China, Trung Quốc. Chất liệu là da nhé các bác nhá. Chất liệu là da của hãng. Đấy ạ. Mã B38. Size 38, 210k. Về vệ sinh lại. Các cháu nữ đi học hoặc là các bạn nam chân nhỏ gọn, điều này vẫn vừa nhá, ok nhá. Tiếp theo em lên đôi Asics. Asics được mệnh danh là thương hiệu con hổ của Nhật Bản nhá, thương hiệu đình đám của Nhật Bản luôn ấy. Hiệu Asics. Đôi này đi bộ khỏi phải bàn luôn. Đế của nó này còn rất mới nha các bác nhá. Đế còn rất mới luôn. Đây các bác thấy không? Đôi này mã của nó là B45. Size 42,5. Giá 350k nha các bác. Quá ngon mùa rẻ cho cái đôi Asics này. Thương hiệu đình đám của Nhật Bản. Nhìn cái logo này là nhiều người đã thấy rất là ấn tượng rồi, mà quen thuộc nữa. Hãng Asics không phải đơn giản đâu. Wow, lại là made in Việt Nam. Đưa sự sản xuất ở Việt Nam nhưng xuất sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Đó, xung quanh không vấn đề đâu nhá các bác nhá. Em kiểm tra kỹ lắm rồi. Đôi nào vớ vẩn em cho ra ngoài để mà không phải gặp đến các bác, rồi các bác không ưng ý em cũng mất uy tín. Em đang muốn gây dựng chữ tín vì vì trên mạng em thấy rất là nhiều nơi người ta bán giá rất là cao. Cái nhà em nhập về là muốn em cũng đam mê giày nữa. Em ngày xưa chưa lấy vợ thì tốn tiền giày á. Đây, tiếp theo là một đôi. Đôi này gọi là Nike Kobe nhé các bác. Đó, đôi như thế này thì các bác có thể đi bộ cũng được, hoặc chơi bóng chuyền, bóng rổ đều ok nhá. Đấy. Đây. Đế của nó đế Room. Nike Đế Room ấy. Tên của nó là Nike Kobe nhé các bác. Đấy, phía sau này nó hơi dơ dơ tí nhưng mà các về mua về các bác cứ vệ sinh sạch sẽ lại là ok luôn, đẹp lắm. Đấy, đế này xem. Đấy, đế này thấy chưa. Đôi này người ta đi ít lắm, đi ít lắm các bạn. Đấy, logo của nhãn hiệu Kobe, Nike Kobe. Đôi này lên chân mới đẹp nha các bác nhá, tại vì buộc dây này thì nhìn nó trông nó thế rồi. Lên chân là đẹp lắm đấy nha. Đôi Nike Kobe này có mã là B49 này, size 41 và giá của nó là 380k nha các bác. Đây em lên tiếp đôi Asics. Đấy cũng hơi mòn rồi. Xung quanh tổng thể giày nói chung là đẹp. Đế hơi mòn xíu. Đôi này, đôi Asics này
có mã là B25 size 43,5 nhé, tạng khá to đấy. Anh em nào, các bác nào cao to điều này đẹp nhé, giá của nó là 330k các bác. Đấy, đôi này cũng có thể đi bộ đi chơi cũng được. Nhìn rất là đẹp, nổi bật. Bác nào đi bộ cho công viên điều này đẹp luôn nhé. Đây, em lại lên đôi ngay trước mặt này cho các bác này. Một đôi này đẹp không? Thiết kế đế đấy, cực kỳ đẹp luôn. À, xung quanh tổng thể các bác ấy. Nike thì các hãng cái thương hiệu giày Nike này của Mỹ ấy, thì nó đứng số 2 thế giới nhá các bác. Hiện nay chỉ sau mỗi Adidas, Adidas lúc nào cũng số 1. Mà mỗi một cái tên giày, một sản phẩm giày của Nike nó đều có cái tên riêng. Đôi này tên là gì thì em cũng chưa có rõ. À đây, tên của nó đây ạ. Eversailer 2 nhé. Tức là Eversailer 2 đấy, số 2 đấy. Đế E này có nghĩa là đế trong này là nó có bộ phận khí nhá, nhiều người ta gọi là đế khí đấy, E là khí mà, không khí. Mã của nó là B51 size 42, giá có 380k các bác nhé. Nhìn đôi giày, phần đế gót nó như thế này, keo thì đương nhiên là không có chuyện bong, bong mà em không lên hình để bán nhé các bác, bán về tay các bác dùng, các bác bảo bong keo này nọ em mang tiếng. Đấy, đẹp không các bác? Rất đẹp luôn nhá. Đấy, các bác nào ưng thì chốt đây này cho em nhá. Ê, tiếp theo em lên đôi Converse, hay còn gọi là cần vợt. Đôi này là hợp với các bạn học sinh này. Con trai, nam nữ đều đi được hết, học sinh. Đây, hiện trạng đế của nó đây, quá, đó, quá xịn sò luôn, da lộn nhá, chất da lộn, da thật, da lộn luôn đấy. Mã của đôi Converse này là B42 các bác, size 37, size 37,5 nhá, đó, giá có 210k thôi, giá đẹp chưa, giày xịn, chất liệu xịn, giá cực đẹp luôn, đó. Về vệ sinh lại cái, lau lại cái chả cần giặt đâu, cứ lau vệ sinh sạch sẽ cái đi lên chân đẹp luôn nhá. Đấy, chất liệu da lộn này. Đây, logo đình đám của Converse này, Chuck Taylor, Osa là O là tất cả các ngôi sao, một cái thương hiệu quá đình đám của Converse. Thôi em cũng chả cần phải dở xem là nước nào sản xuất đâu, quan trọng là nó là giày hãng Converse nổi tiếng. Đi chân đôi này quá chất luôn, bạn học sinh nào mà có size chân là 37,5, mã B42, 210k, quá ngon bổ rẻ. Tiếp theo lại là một đôi Converse nữ nữa này, size 35 nha các bác, chất liệu vải jean nhá, vải bò đấy, thấy không? Rồi thì đằng trước lưỡi gà đây, quá xịn sò luôn nhá. Phía sau đây đế hơi mòn xíu, nhưng mà đế mòn xíu thì đương nhiên có cái giá cũng dễ chịu hơn. Mà đôi này là đôi cổ thấp, nhiều bạn trẻ rất là thích này.
mã là B44 size 35, giá có 200k các bác. Đấy, các bác có thể mua cho con em mình đi học, hỏi xem con mình đi size bao nhiêu, size 34, 35, đôi này đều vừa nhá. Mà chất liệu jean là hiếm lắm, không phải lúc nào cũng gặp được những đôi con vớt xịn mà chất liệu jean này đâu, chất liệu bò này đâu. Đây, Việt Nam sản xuất, hàng chính hãng nhá. Đôi này em nói các bác bán mua mới, đôi này không đến 1,5 triệu thì em không làm người luôn đấy. Đó, đôi này mua mới phải tầm 1,5 triệu, bây giờ bỏ ra có 200k sở hữu nó về cho con em mình đi học, quá đẹp luôn mà lại thích nữa cơ, các bạn trẻ thích lắm. Đấy, cổ thấp rất dễ sử dụng. Đây, lại thêm một đôi mà một thương hiệu mà các bạn trẻ rất là đang ưa chuộng này. Thương hiệu Van nhá. Đó, các bạn thấy không? Logo của Van này, đó. Thương hiệu Van, đôi này đế của nó thì còn rất mới luôn này. Người ta đi ít lắm. Chất liệu đôi này cũng là da lộn nha các bác, da thật đấy. Da thật, hoàn toàn da lộn. Về các bác chỉ cần vệ sinh lại cho con em mình đi học là ok. Đây, chất liệu da lộn, da thật. Còn chỗ này là người ta phối vải nhá. Sau trước là da. Đôi này có mã là B42 size 37, giá có 230k thôi. Quá là ngon. Đôi này là đôi độn đế nhá. Đế cao đấy. Đế nó cao chừng khoảng 7-8 phân đấy. Chị em nào đi làm hoặc là đi chơi, điều này rất đẹp. Đấy, cao thêm được 7-8 phân. Mà size chân thì là 37 nhá. 37 là nhiều chị em đi vừa đấy. Đấy ạ. Mã B42 size 37, giá có 230k thôi. Đây nhá, chính hãng luôn. Van. Van là thương hiệu cũng là của Mỹ nha các bác nhá. Van Converse là của Mỹ. Đây, em lại lên một đôi Adidas này. À, đôi Adidas này như là nó có tên là Adidas Lilat ấy. Tên nó là Lilat. Lilat. À. Đôi này mùa đông đến rồi. Ở phía Bắc mùa đông đến rồi. Các anh em bạn trẻ đi những đôi cao cổ này là phù hợp này. Chính ra giày này là giày bóng rổ nha các bác. Đó. Giày này là giày bóng rổ đấy. Gọi siêu phẩm ấy. Ở các nước tư bản kia người ta sử dụng giày này để chơi bóng rổ, tập bóng rổ. Đó. Đây, phía sau giày. Còn đây, phần đế giày. Đấy. Người ta vận động, người ta chơi bóng rổ. Cho nên cái đế của nó cũng bị mòn phần nào. Đó. Nhưng mà anh em nào mua về đôi này để đi chơi vẫn ok nhá. Mùa đông này nó mà lạnh lạnh xỏ đôi này vào thì chất luôn. Đấy, nhìn chất này mà. À, quá chất luôn đấy. Đấy, đôi này có mã là B46 nhá. Size 43. 430k thôi đấy. Size 43 430k luôn. Anh em nào cao tầm 1,73 đến có khi đến 1,8. Gần 1,8 mà vừa thôi này, đẹp. À, em lên thêm một đôi Fila nhá. Đôi này là chất liệu da. Fila da các bác nhá. Đây. Da nhá. Đấy. Đôi này dành cho các bác nào có thể là đi bộ này. Hoặc đánh bóng chuyền cũng được nhá. Bóng chuyền hơi ấy.
Đôi này là sản xuất, công nghệ sản xuất của nó giống như kiểu là giày Converse, giày Van của Mỹ ấy. Đấy, hiệu Fila. Hiệu Fila cũng là một hiệu lớn đấy, của thế giới đấy. Đứng top 10 thế giới. Đấy, đế của nó này. Đấy, các bác thấy không? Nhìn đế sướng không? Mòn có xíu đây thôi. Đế nó như này mà. Quá đẹp luôn. Đôi này có mã là B37 nhé các bác. Size 41,5. 300k. Ui rồi 300k. Bác nào đi đôi này không biết bao giờ nó mới hỏng nhau. Em nói thật thì cái công nghệ giày sản xuất như kiểu giày Converse, Bata các thứ của mình á, những cái đôi kiểu như này đi bền lắm, bao giờ mới hỏng á. Nó mòn hết, đế nó mòn hết rồi, có khi xung quanh này vẫn không sao hết đâu. Đấy, như giày thượng đỉnh của mình mà làm sao mà công nghệ sản xuất bằng các cái hãng này được. Em nói thật với các bác luôn. Em cũng sử dụng giày nhiều trong quá khứ nhưng em mới có kinh nghiệm. Đôi này nước sản xuất là Việt Nam mình nhá. Đấy, cũng hàng xuất ngoại rồi chứ không phải hàng bán chỉ thị trường trong nước đâu, không có đâu. Trong nước mua này hơi khó đấy, các bác phải đi ra nước ngoài hoặc là người ta lại xuất trở lại nhá. Đấy, người ta xuất trở lại thị trường Việt Nam bán giá tiền triệu mà đôi này có 300k. Đây, em lên đôi siêu phẩm cho các bác này. Cho các bác, cho anh em rồi. Siêu phẩm luôn. Da thật nha các bác nhá. Cái phần này da thật nhá. Còn phần này là da hóa học của hãng. Nhưng mà theo tiêu chuẩn chất lượng của họ rất là cao luôn ấy. Không phải làm vớ vẩn đâu. Để hiệu mà. Đôi này là đôi Jordan nha các bác. Jordan 11. Một thương hiệu giày nổi tiếng của hãng Nike nhá. Jordan là một thương hiệu nổi tiếng của hãng này. Cực đẹp luôn. Đôi này là siêu phẩm đấy các bạn. Đôi này có giá của nó không rẻ đâu. Theo em được biết là đôi này mua mới trên thị trường á, nó phải từ 5 triệu cho đến cỡ 7-8 triệu mới mua đôi này nhá. Đấy, giá thật. Người ta dập vân, tạo dập vân giống như kiểu là da bò sát ấy, da chăn ấy. Đấy, chính xác là da chăn nhá, đẹp không, rất độc đáo. Các bác có thể đi chơi, có thể đi bộ, chơi thể thao, điều này rất ok. Đế của nó đây, đó thấy không, ngon chưa, đế miễn bàn nhá, đừng có bàn cái đế của đứa này. Mã của nó là B47 nhá, size 43, giá 450k, quá ngon bổ rẻ. Mua mới đôi này em nói nó phải 5 triệu trở lên đến 7-8 triệu tùy từng nước bán hoặc là từng hãng, là từng cửa hàng bán nhé. Nhưng mà ở Việt Nam mình không mua được những đôi này mua mới đâu, cả mua nước ngoài đấy. Nước sản xuất Made in China nhá, Trung Quốc. Trung Quốc cũng là một cái nước mà được các cái hãng lớn là tin tưởng vì giá nhân công rẻ. Xong rồi công nghệ của họ được đầu tư, các hãng đầu tư cao lắm. Đấy các bác nha. Tiếp theo lại là một đôi rất là chất này, đẹp này. Rồi. Của hãng Nike nhá. Của hãng Nike. Rồi, logo Nike đây. Được thêu chỉ rất là tinh tế. Đó. Ừ, nhìn đẹp lắm. Nhìn xa ai lên chân đôi này đi miễn bàn luôn. Qua chất. Đấy. Đấy. Đế này. Logo này. Qua chất luôn. Các bạn học sinh cấp 3, cấp 2 đi vừa đôi này đi học hoặc đi chơi. Quá đẹp. Nhìn thế này mà nhìn đã thấy sướng rồi. Đấy, đôi này có mã là B48 nhé các bác. Size 42. Giá có 380k.
Đế như thế này, không mua đồ này hơi phí đấy. Mua để mà đi ra ngoài đường nhìn chất lừ này. Ở đấy, cái vần phần vần viền này thì nó hơi bị dạn dạn một chút nhé, theo thời gian hơi dạn một chút thôi. Nhưng mà đi vẫn ok luôn. Mua đồ này quá rẻ. Có 380k rồi thôi. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, lạm phát cao này, giá mặt hàng hàng gì nó cũng đắt, nhưng mà riêng giày nhà em bán rẻ nhé. Đó, 380k. Nó là đi đôi này một mùa không hỏng, sang năm đi tiếp, mà chi phí thì quá là rẻ. 380k sở hữu đôi đẹp này đấy. Còn những xung quanh này nó chỉ hơi dặn dặn đây một xíu, không ảnh hưởng gì đâu. Ai người ta đi vạch kỹ thế, quan trọng là mình lên chân ngồi trước người ta nhìn đôi này quá đẹp, quá chất luôn. Đi một mùa ok, giá hợp lý. Thôi em video em kết thúc ở đây đây. Em xin chào các bác nhé, chào toàn thể mọi người. Mọi người cứ đăng ký kênh của em để mà theo dõi. Thỉnh thoảng em lên những cái sản phẩm nó độc, nó đẹp và giá nó hợp lý thì mọi người có thể mua mà sử dụng. Vâng nhá, chào mọi người. Nói chung là đăng ký kênh thì mới theo dõi thường xuyên được. Không bấm đăng ký thì nó khó lắm. Em bán thỉnh thoảng em về những cái đôi nó cực đẹp, siêu phẩm, giá hợp lý mà không mua thì nó thật rất tiếc. Ôi chào mọi người ạ, tạm biệt mọi người.